Chào mừng bạn đến với phần mềm tính khung thép tổ hợp hàng. Để khởi động chương trình, bạn double click vào icon VN One Span Well Steel Frame trên màn hình. Sau khi chương trình khởi động xong, bạn vào sheet đầu tiên là sheet thông tin chung. Sheet này chứa các thông tin về dự án như tên dự án, tên chủ đầu tư, hạng mục, người thiết kế, vân vân. Bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với dự án của bạn. Ở đây tôi đặt tên dự án là nhà xưởng. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Hạng mục là khung thép. Tên người thiết kế và đặt tên là bạn. Kiểm tra là trưởng phòng. Mã công việc bạn có thể đặt cho phù hợp với yêu cầu cơ quan bạn. Ngày thiết kế bạn có thể đặt vào ngày bạn thiết kế như là ngày hôm nay. Trước khi vào chương trình, tôi xin giới thiệu các sheet có trong chương trình. Trang đầu tiên, trang số liệu. Trang General là trang bạn đang xem, các thông tin chung về dự án. Cái trang phân tích kết cấu gồm trang Winload để cho phép bạn nhập các số liệu về tải trọng gió và địa danh của bồn tính toán. Hai trang tiếp theo, trang Steel Roof để phân tích tải trọng mái và tính sơ gồ mái. Trang Cladding để phân tích tải trọng vách, tính sơ gồ vách. Trang tiếp theo, trang Geometry, để nhập các số liệu hình học của khung. Bạn có thể nhập khung có cầu trục, không có cầu trục. Trang tiếp theo là trang Model, để phân tích mô hình khung thép một nhịp một tầng. Trang tiếp theo, trang Strain, để tính kết cấu khung thép theo cường độ. Và trang Deflection, để kiểm tra chuẩn bị khung. Và các trang số liệu gồm có là trang VN Table và trang WinMap. Trang VN Table để là các bản tra được trích xuất từ tiêu chuẩn Việt Nam VN 5575-2012 và trang WinMap là số liệu về bản đồ gió Việt Nam. Và trang cuối cùng là trang About là các tài liệu và thông tin về phần mềm. Để bắt đầu, bạn phải trang tính đầu tiên trang Winload. Bạn có thể thay đổi địa danh của công trình. Ở đây tôi chọn là thành phố Hải Phòng. Thay đổi các huyện nội thành. Đây tôi giả sử tôi vẫn chọn nội thành. Bạn nhập các số liệu hình học của công trình bao gồm tại cao độ đỉnh mái, cao độ đỉnh cột, đỉnh nhà. Ở đây tôi nhập sẵn số số liệu và bề rộng tác dụng. Ở đây tôi nhập sẵn là 8 mét. Và các tham số kích thước khác như là bề rộng khung. Ở đây tôi nhập là 25 m. Chiều dài nhà là bộ số của 8, có thể nhập là 48 m. Thì các số liệu khác sẽ tự động cập nhật theo. Tiếp theo bạn vào trang Steel Roof để tính khoảng cách sợi gồ và tải trọng mái tôn thép. Ở đây tôi có, bạn có thể thay đổi sơ gồ thì theo yêu cầu của bạn và nhập các số liệu về khoảng cách sơ gồ và các thông số khác liên quan như trên màn hình. Ở đây tôi có dần nhập các số liệu ô màu đỏ, ô màu hồng. Chữ đậm là cho số liệu bạn có thể tùy chọn và chữ thường là bạn nhập trực tiếp. Các số liệu màu hồng thường ít thay đổi. Ở đây để nhập khoảng cách sơ gồ thép sẽ có hai phương án chọn. Phương án thứ nhất với tôn dày 0,47 mm và phương án thứ hai là tôn dày 0,53 mm. Bạn có thể thay đổi. Ở đây ta thấy chiều dài của mái tôn là 12,557 m trong khi tổng phương án chọn 12 m còn chọn lại. Ta điều chỉnh khoảng cách giữa các sơ gồ từ 1.2 đến 1.25. Vẫn chưa đủ, ta còn điều chỉnh mấy hẳn. Như vậy phương án 1 để chọn khoảng cách sơ gồ là hợp lý. Tiếp tục phương án 2. Và cũng thay đổi chiều dài mái hở.
Như vậy cả hai phương án đều chọn xong. Ở đây ta có thể chọn phương án 1 là chiều dài tôn là 0.47 mm. Sau khi chọn xong, bạn có thể nhập bổ sung các tải trọng về mái tôn như lớp cách nhiệt, trọng lượng tròn vân vân ở đây. Sau khi nhập xong, bạn cần vào nhập vào nút là Berlin Calculation để tính toán. Tính toán xong thấy chuyển vị vượt mức cho phép, như vậy ta cần phải tăng kích thước xà gồ. Tức là tăng tiết diện hoặc là giảm khoảng cách xà gồ. Để tôi tăng tiết diện xà gồ từ Z150-15 tới Z150-19 và nhấn lại nút lệnh. Kiểm tra kết quả. Ta thấy chuẩn bị dập phép và các tính toán về cường độ cũng đạt yêu cầu. Như vậy ta đã tính xong xà gồ mái. Tiếp tục tính xà gồ vách bằng nhấn vào trang cladding. Ở đây ta cũng có những thông số chọn sẵn và có thể thay đổi cho phù hợp. Sau khi thay đổi các thông số phù hợp, bạn có thể nhấn vào nút Get Calculation để tính và kiểm tra kết quả. Ta thấy là xà gồ vách không đủ khả năng chịu lực và chuẩn bị thì vượt mức cho phép. Các số liệu này tính toán dựa trên tải trọng gió mà ta đã nhập vào từ trang Winload. Như vậy ta còn phải thay đổi hoặc là thay đổi kích thước xà gồ và thay đổi khoảng cách. Ở đây thay đổi kích thước xà gồ từ C219 đến C224 và nhấn lại nút lệnh Get Calculation, kiểm tra kết quả. Ta thấy xà gồ đủ khả năng chịu lực nhưng chuẩn bị vẫn vượt mức cho phép. Như vậy ta cần thiết phải giảm khoảng cách xà gồ, giảm từ 1.5 tới 1.1 m và sau đó nhấn lại nút lệnh, kiểm tra kết quả. Chuẩn bị vẫn vượt mức cho phép. Như vậy ta còn phải tiếp tục giảm khoảng cách xà gồ, giảm xuống còn 1 m và nhấn lại nút lệnh. Như vậy kiểm tra chuẩn bị thì kết quả đạt yêu cầu và nội lực cường độ cho phép. Như vậy ta đã tính xong xà gồ mái, xà gồ vách. Vì tính toán này sẽ dùng tải trọng xà gồ mái và xà gồ vách vào tính mô hình khung. Để tiếp theo tính khung ta vào trang Geometry. Trang Geometry này cho ta phép nhập các số liệu về kích thước tiết diện của các bộ phận của khung thép. Ở đây ta nhập lại kích thước khung theo số liệu trước. Chiều cao nhà. Rộng tính toán là 8 m. Ta cần tăng kích thước cấu kiện ở đây. Ta có thể giữ là 300 700. Tương tự chiều cao kích thước bộ phận kèo 700. Ở đây ta có hai tùy chọn cho nhập số liệu cầu trục. Ta có thể chọn có hoặc không có cầu trục. Ở đây ta chọn no thì hình vẽ sẽ không thể hiện cầu trục. Và nếu ta chọn Z thì hình vẽ sẽ chọn thể hiện cầu trục. Và chương trình sẽ tính toán đồng thời vừa khung có cầu trục và khung không có cầu trục trong nhà. Sau khi nhập xong số liệu, bạn nhấn vào nút lệnh Data Analyze. Khi chương trình thực hiện thì thông báo đang thực hiện xuất hiện. Thông báo mất đi thì chương trình đã thực hiện xong. Như vậy ta đã nhập xong số liệu về hình học của khung. Tiếp theo ta vào trang model để phân tích nội lực khung. Trong này ta các số liệu kích thước của khung, số liệu tiết diện từ các trang trước đó và tải trọng từ các trang trước đó. Ở đây ta chỉ cần bổ sung thêm các tải trọng thêm như là dàn đỉnh cột, đỉnh kèo. Ở đây luôn luôn có mặc định những kích thước dàn đỉnh cột, đỉnh kèo cần thiết có sẵn. Nếu bạn không có thì bạn không cần tính hoặc là bạn bỏ qua và nhập thêm một số tải trọng trên đỉnh kèo, đỉnh mái ở đây có sẵn, bạn có thể thay đổi phù hợp. Và trong trường hợp khung nhà bạn có tải xeno máng nước cùng, bạn cũng nên điều chỉnh cho phù hợp. Hoặc là nếu không có, bạn có thể nhập chiều dài bằng 0. Và vì bạn chọn khung có tải trọng cột trục nên bạn sẽ nhập số liệu trọng lượng
vật năng, trọng lượng cầu trục, vân vân, số liệu ở đây, và điều chỉnh các tĩnh tải và bay cột. Cái số liệu này sẽ tự động tính toán tải trọng cho khung. Trong trường hợp công trình của bạn ở trong vùng có động đất, bạn còn phải kiểm tra lượng động đất để chuẩn bị khung, để dập sẵn khung, khu vực thành phố Hải Phòng nội thành, ra bản bản đồ tải trọng động đất, có gia tốc nền là nhập vào là 0.1276 và kiểm tra, ta thấy lực động đất chỉ có giá trị là lực cắt đáy là 22 kN, trong khi tổng lực ngang gió là 84 kN. Như vậy kết luận lực động đất nhỏ hơn lực gió, như vậy khung này không cần thiết phải kiểm tra lực động đất. Và các số liệu sau cùng là số liệu chung và số liệu về số tổ hợp tải trọng và các tổ hợp tải trọng có giá phép sẵn. Sau khi nhập xong các số liệu liên quan về khung, bạn cần nhấn vào nút Pre-Analyze hoặc Full Analyze. Full Analysis cho trường hợp bạn muốn tính lại toàn bộ. Thông thường thì bạn chỉ cần nhấn Re-Analysis. Khi chương trình thực hiện thì thông báo đang thực hiện hiện ra. Bạn đợi cho đến khi chương trình thực hiện xong. Khi thông báo mất đi có nghĩa là chương trình thực hiện xong. Để kiểm tra kết quả, bạn vào trang tiếp theo là trang Strain để tính kết cấu khuôn thép. Chương trình sẽ tự động cập nhật số liệu. Bạn có thể nhấn nút Update Data để cập nhật số liệu lần nữa. Và kiểm tra kết quả. Đây, kiểm tra kết quả kiểm tra kết cấu, ta thấy kết quả là ok. Ok, kết cấu an toàn. Kết cấu an toàn. Kiểm tra ta thấy là khả năng chịu tận dụng vật liệu của kết cấu rất ít, ta có thể giảm loại thép có cường độ thấp hơn để tiết kiệm. Và khi bạn thay đổi thì có thông báo số liệu thay đổi, bạn nhấn vào nút Recalculation để tính lại và kiểm tra kết quả. Ta thấy kết cấu sau khi kiểm tra vẫn còn an toàn. Như vậy là kết cấu bảo đảm điều kiện và cường độ. Để kiểm tra chuẩn vị, bạn vào trang Deflection để xem xét chuẩn vị. Chương trình sẽ tự động cập nhật. Bạn có thể xem kết quả chuẩn vị, khung có cột trục hay khung không có cột trục. Hoặc xem các dạng chuẩn bị ngang, chuẩn bị đứng khác nhau. Và kiểm tra kết quả. Ở đây ta thấy chuẩn bị đứng là chuẩn bị đã yêu cầu, chuẩn bị ngang là chuẩn bị không thỏa yêu cầu. Với các yêu cầu bạn chọn là 1 trên 150 hoặc là chuẩn bị đứng là 1 trên 200, vân vân, bạn có thể thay đổi phù hợp. Trong trường hợp này kết cấu chuẩn bị không đạt yêu cầu, bạn cần phải tăng kích thước tiết diện của các bộ phận của khung. Để thay đổi, bạn quay trở lại trang tính Geometry. Bạn thay đổi kích thước các bộ phận. Ở đây ta thay đổi tiết diện của cột bằng chân, tại chân là thường là 350, đỉnh là giữ nguyên. Chiều dày cánh ta có thể thay đổi là 25. Và tương tự ta thay đổi kích thước của tiết diện kèo. Đây ta thay đổi cách thanh kèo trong là 500. Và các bạn có thể nhập lại vị trí các mặt cắt, tiết diện thay đổi bằng cách thay đổi theo tỷ lệ chiều dài kèo, tay nhập lại các số.
Như vậy tại các vị trí này thì tiết diện kèo là như thông báo là 700, 500, 500, 500 và 600. Như vậy ta đã thay đổi xong tiết diện các bộ phận. Nhấn lại nút lệnh Data Analyze để chương trình cập nhật số liệu. Quay trở lại trang tính model. Bạn chỉ cần nhấn vào nút Reanalyze để tính lại. Sau khi chương trình thực hiện xong thì thông báo xóa đi. Như vậy bạn đã tính xong. Để kiểm tra kết cấu bằng cách quay lại trang Strain để kiểm tra cường độ. Bạn có thể xem kết quả biểu đồ lực không có cầu trục, không có cầu trục. Và xem biểu đồ nội lực tương ứng vân vân. Và kiểm tra kết quả. Thấy kết quả thông báo kết cấu và đảm điều kiện cường độ. Người ta còn kiểm tra thêm điều kiện chuyển vị bằng cách vào trang deflection. Trang này sẽ tự động cập nhật số liệu. Bấm vào nút Update Data để cập nhật số liệu. Kiểm tra kết quả ta thấy chuyển vị cũng không thỏa yêu cầu. Như vậy ta cần thiết phải tăng lên tiết diện. Quay trở lại trang Geometry. Ta sẽ thay đổi điều chỉnh tiết diện lớn hơn. Ví dụ như thay đổi nhập chiều cao tiết diện là 750. Hoặc là và chiều dày cánh ta thay đổi bằng 25. Sau đó nhấn lại nút Data Analyze. Tiếp tục tương tự như trước vào trang Model. Bấm vào nút Reanalyze. Và chương trình đã tính xong khi thông báo đang thực hiện xóa đi.
Và ta cần kiểm tra kết quả bài toán theo điều kiện cường độ vào trang tính strain, kiểm tra kết quả số liệu tự động cập nhật và kiểm tra. Ta thông báo như trước là kết cấu an toàn. Và ta cần kiểm tra điều kiện chuyển vị. Như vậy là khi tăng tiết kiệm xong thì chuẩn bị đạt yêu cầu, chuẩn bị đạt yêu cầu. Chuẩn bị ngang lớn nhất là 34.2 trong khi chuẩn bị ngang cho phép 38.3, như vậy là chuẩn bị đạt yêu cầu. Bạn có thể xem các biểu đồ khác nhau, vân vân. Như vậy là ta đã tính xong kết cấu khung thép tổ hợp hàng một nhịp. Vì tính toán khung thép tổ hợp hàng một nhịp thường yêu cầu chúng ta phải giải lập nhiều lần để tìm ra tiết kiệm thích hợp. Trong mô hình này, chúng ta dễ dàng thay đổi tiết kiệm và tính lại thật nhanh chóng và dễ dàng, phải không các bạn? Để in ấn, bạn cần in ấn vào các trang tính strain. Và bạn chỉ cần thực hiện các trang tính nằm trong phạm vi khung tên bảng tính. Ở đây là cụ thể trang số 1, trang số 2, và trang số 3, trang số 4, trang số 5. Các trang nằm bên ngoài phạm vi khung tên bảng tính là những ghi chú dành cho người dùng. Bạn không cần thiết phải in ấn. Tương tự với trang tính deflection, bạn cũng chỉ cần in kết quả bảng tính trong phạm vi khung tên bảng tính. Đó là trang số 1 và trang số 2. Thật dễ dàng và nhanh chóng, phải không các bạn? Chúc các bạn thành công.